Xin chào tất cả các bạn, mình là Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Số điện thoại của mình là 0987829002. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trong mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều giò hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Và hôm nay giới thiệu với các bạn, đây là những đơn hàng trồng thuần và một số cây hàng hài mốc vàng ra hoa vào dịp Tết. Thì giới thiệu cho các bạn đầu tiên đó là hài mốc vàng. Hài mốc vàng là một trong những cái loài mà cũng khá là đẹp và nở hoa vào đúng dịp Tết Nguyên Đán năm 2000 hàng năm, tức là năm nay là năm 2019. Và hiện tại thì hài mốc vàng đang có mèo các bạn nhé. Hoàn toàn 100% là đều có mèo, tức là có nụ đấy ạ. Và mình bán với giá là 35.000 một cây. 100.000 là cho 3 cây đang có nụ, đảm bảo với các bạn là 100% là đang có nụ. Đấy, hài mốc vàng. Tại sao nó là hài mốc vàng? Bởi vì là hài mốc vàng này có hoa màu vàng rực rỡ. Mà mùa Tết vào những dịp Tết Nguyên Đán thì nói với các bạn là ai cũng có muốn có lộc vàng. Thì một chậu hài mốc vàng độ khoảng 5 đến 7 cây đặt trong khu phòng của các bạn thì nói với các bạn là quá là tuyệt vời. Đấy, anh em nào có nhu cầu đấy liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0987829002. Và tiếp theo sau đây nữa đó là giò đơn cam. Giò đơn cam này thì rất là đẹp. Hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn là giò này rất là đẹp. Đấy. Giò đơn cam này rất là nhiều thân tơ. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây. Phát triển rất là tốt. Đấy. Giò đơn cam này mình chia làm 3 khóm. 1, 2 và 3. Anh em nào lấy lẻ thì là 700.000 một khóm. Và lấy cả 3 khóm thì mình lấy là 2 triệu tròn. Và đây nữa là giò đơn cam số 02, cũng rất là đẹp. Nhiều thân tơ các bạn nhé, đang rụng lá gần hết rồi. Cho nên là nhìn nó hơi lác đác tí thôi. Các bạn có thể yên tâm một điều rằng mình bán hàng cho các bạn, chia sẻ cho các bạn là chính. Để các bạn có những giò hoa đẹp trong khu vườn của các bạn. Và giò đơn cam này thì anh em nào lấy, tức là khóm này thì mình bán với giá là 400.000 đồng. Và khóm này thì mình lấy với giá là 200.000 đồng. Đấy. Lấy cả khóm như này, hôm nay ưu tiên đặc biệt khóm cả hai khúc hai khóm này mình bán cho các bạn với giá là 500.000 đồng. Và tiếp đây nữa là khóm đơn cam tiếp theo, đó là mình cũng chia làm hai khóm. Khóm này thì mình chia đây, anh em nào lấy thì phía trên này mình lấy là 350, phía dưới này mình lấy là 250.000. Và nguyên ba giò đơn cam như này các bạn lấy thì mình lấy là 2.800.000 đồng. Đấy, hôm nay đặc biệt giảm giá đặc biệt cho các bạn sưu tầm. Tiếp theo đây nữa là giò kiều thủy tiên trắng hay gọi là kiều vuông, hàng của khu vực miền trong, nghe nói là khu vực Lâm Đồng nhưng mình không nắm rõ chắc lắm. Đây các bạn đây, nhìn đây lá trồng năm nay năm thứ tư các bạn nhé. Đấy, còn một giò duy nhất trong vườn như này thôi. Giò này rất là đẹp. Đấy. Anh em nào có nhu cầu sưu tầm thì hãy liên hệ trực tiếp với mình. Giò kiều thủy tiên trắng này mình bán với giá là 1.000.000 đồng. Rất cảm ơn các bạn đã thường xuyên theo dõi clip của mình. Mong rằng là những cái giò hoa của mình chia sẻ cho các bạn thì sẽ phát triển tốt trên mọi miền Tổ quốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.